Hello. Chào mọi người nha. Thì mình đang ở trên căng tin tàu để cùng gia đình xuất phát đi Nha Trang mọi người. Thì vừa mới lên tàu luôn. Đang hiện tại đang ở trên căng tin đó. Đang làm tí bia giao lưu chào hỏi mọi người, chủ yếu là nam với nhau. Đang ở căng tin mọi người. Thì mình đi buổi đêm này á, thì sáng là tới luôn là phải. Mọi người lưu ý là tại vì hồi nãy Sài Gòn mưa cơn mưa to á, nhà mình chủ quan không có đặt xe taxi sớm. Cái hồi nãy là may không có taxi là sáng trễ giờ, nên là có gì mình đi tàu rồi thì tàu xe thì nên đi sớm chút xíu. Bây giờ mọi người giao lưu chào hỏi xíu rồi nghỉ ngơi, sáng mai có mặt ở Sài Gòn nha. Sáng mai có mặt ở Nha Trang. Bây giờ đông đủ hơn nè. Tại tối nay hết xong rồi. Mắt nó mở đầu láo rồi. Ủa? Ta sửa giống gì luôn à? Tụ tập ở đây hết. Vui quá trời vui luôn. Lấy ly cho đấy nè. Ngồi nè. Tăng độ khó. Ủa anh nữa. Lâu nay của anh ấy. Là vừa mới tới ga Tháp Chàm rồi đó mọi người. Thì Tháp Chàm là nó ở Ninh Thuận rồi. Ninh Thuận thì ga tiếp theo là nó tới Nha Trang rồi đó. Thì Ninh Thuận thì nó giáp với Nha Trang. Thì hôm qua mình đi chuyến là 9:45 là đêm là xuất phát á. Hiện tại bây giờ là 5:20 rồi. Thì theo dự kiến là 6:30 là sẽ tới Nha Trang. Ở đây ra là Ninh Thuận là mà thấy cái cảnh bình minh này đẹp quá. Quay mọi người xem. Mình ở đây sau đêm nó mặt trời đỏ lòn luôn, mọi người thấy cái kia không? Trời mặt trời vẫn chưa lên lắm. Sáng thì dậy tính dậy uống cà phê, nhưng mà căng tin người ta còn chưa mở cửa nữa. Tôm ở trên ga này sao anh? Cực kỳ ngon. Cực kỳ ngon hả? Bò này tốt.
Potter. Potter cũng chí à. Đấy không? Mọi người đang xong luôn, ăn được hết sạn của C. Thì là 7 giờ là đoàn mình tới ga Nha Trang rồi. Đang tập trung để ra xe. Này vừa ra khỏi ra Nha Trang chuẩn bị lên xe mọi người. Đây đang bỏ hành lý nè. Rồi, tới Nha Trang rồi. Giờ di chuyển đi ăn sáng mọi người ơi. Đây là tượng đài 23 tháng 10. Rồi, xe di chuyển nè. Đây mình ăn quán Năm Beo đường Phan Bùi Châu này, ngay chỗ chợ Đầm luôn. Đây thì sẽ nè, khách lẹ ta lên mình hỏi. Đây là chú cá Nha Trang nè, tô này là thập cẩm này mọi người. Đó, cá tươi, chả cá, sứa. Có uống gì nữa không? Em làm cà phê rồi. Cà phê rồi. Dạ, cảm ơn cả nhà. Ai uống gì không? Uống cái này uống gì không? Cà tắc, 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 này cho thêm tí mắm tôm vô nè. Thêm tí ớt vô nữa. Đó. Trời, khách lè thích ít cái ngôi gì kia. Thank you.
chào mọi người nha. Thì gia đình mình vừa tới bảo tàng Hải Dương Học này để tham quan ở đây. Đây thì vé người lớn là 40.000, sinh viên học sinh là 20.000, còn sinh viên là 20, học sinh là 10.000, còn trẻ dưới 6 tuổi là miễn phí. Rồi thì mình sẽ đi tham quan chỗ này thì mình quay cho mọi người xem nha. Đây con cá mặt quỷ đẹp chưa nè. Đây đây đông quá. Đây con cá tầm Trung Hoa nè. Ồ dữ chưa? Đây là hàm răng cá mập. Cá này lạ quá. Cá giống mỏng nhỏ. Còn đây là con bò biển này. Bao biển. To ghê ha. Trời ơi. Bao biển to, hết to luôn. Hai con hải cẩu nè. Còn đây là từ xương của con cá voi lưng gù. Bò dữ chưa? Này là bộ xương thật của nó luôn nha. Xương của cá voi lưng gù nè. Đây cái hồ này nuôi cá mập này mọi người. Đó. Con cá to nhất nè. Cái vi nổi lên không? Mấy con này nhỏ nè, có con kia là bự nhất kìa. Đó, con này là bự nhất nè. Cũng thần không? Tiếp theo thì xuống đây nha. Này coi trực tiếp luôn. Con đừng có nhìn tay. Cái nó lộn qua á. Đây. Nuôi cá mập rặng san hô. Cá mập ve đen với cá mập tá. Chắc là ba loại này nè. Nuôi trong cái hồ này. Này là hệ sinh thái biển khơi. Này là hệ sinh thái rừng ngập mặn nè, cá sấu hoa cà. Con. Rừng ngập mặn này thấy là chưa thấy cá sấu mọi người ơi.
đây đây à đây tới đây có mấy cá sấu nè, đây có một con cá sấu đây, đây cá sấu kho cà. Đi ra ngoài này là biển luôn nè. Khu cá sấu hoa cà và có một con duy nhất à. Nhưng mà vừa trên này xuống đây là biển luôn mọi người này. Đó, có chữ công viên Trường Sa. Nhìn qua bên kia là Vinpearl luôn nha. Đây có bản đồ quần đảo Trường Sa Việt Nam nè. Khu sinh vật vị thú nè. 100 mét nữa. Đó, bên này có phòng thí nghiệm hải dương học và môi trường biển. Đây có sức sống đại dương trong đường hầm xuyên núi. Người ta đi thẳng lên này nè. Đây cá lịch con đen. Con gì đấy? Con gì vậy? Đây cá bàn chài đầu đen. Này tôm lạc đà. Sam gai tam giác nè. Đây là con sam nha mọi người. Ui con sam này giống như chết chứ. Su thấy không? Con cá nóc chuột chấm son này. Với lại cá ép mặn. Ồ cá vui không? Miệng nó bu vô kiến luôn nè, bu lên kiến luôn. À, cá bò Picasso, đặt tên theo Picasso luôn. Cá bò này nhỏ quá. Con này thì to hơn thì nước muối ớt là được á. Con này nó hơi nhỏ. Tiếp theo là cá bằng chài Gamma. Cá bằng chài sọc to nè. Còn con không, con này là đây là con ốc giác nè mọi người. Ốc giác mà hay xào rau muống đó. Và nó đây. Đây là cá bằng chài sọc to. Lại thêm mấy cá nhỏ gì nữa, cá khoang cổ đỏ, giống như mấy cá Nemo á mọi người ha. Cá nhám chấm bụng này. Cá thia đồng tiền 3 chấm. Đây, cá này đang thui à, chắc nó có 3 chấm thì người ta mới gọi là cá 3 chấm đó mọi người. Đó. Mà nhìn mới thấy có 2 chấm à. À, với bên kia chấm nữa là 3 chấm. Hay thiệt, cá 3 chấm. Động vật da gai. Mấy sao với hải sâm rồi đó. Nhím biển. Đây tôm bũ ni nè. À, này chắc sông tỏi ha. Đây là cá phân cổ đen đuôi vàng.
Đây là cá đuôi gai vây cao nè. Đây có mấy cái con gì nó mềm nó rất rất hay vậy. Giống không biết phải là san hô không. Theo là vua hình đế nè. Đây vua hình đế. Vua hình đế cho mấy con cá. Cá nhỏ nhỏ dễ thương chưa. Đây là cá khoang cổ đuôi vàng. Đây con này được mong đợi nhất nè. Tôm hùm Alaska. Đó. Con này nó cổ nó mọc lông rêu luôn. Chắc là già dữ lắm rồi. Con này tự bự rồi. Tiếp theo là cá ngát sọc. Rồi cá ngát sọc nè. Giống như mấy cá trê nước ngọt. Này san hô mềm rồi. Đây mấy em cá dễ thương nha. Nemo à. Đây là san hô mềm. Cá sơn đá đỏ nè. Cá sơn đá màu đỏ. Đây chắc con này đây. Wow, có con em kia sáng bơi vượt luôn rồi. Mấy con này cá táo giống cá táo ha. Mấy con mà mắt vừa bự cũng dòng cá táo đó mọi người. Nhưng mà này là ghi cá sơn đá đỏ. Này là cá mao tiên sư tử nè. Đó đẹp không? Ừ. Đây là công trình thanh niên nè, vườn hoa tái chế từ rác thải nhựa nè. Từ rác thải nhựa thì chế ra này. Đây có con rùa. Ừ. Từ rác thải thì tái chế ra cái vườn hoa này. Còn cái hồ này là hồ gì đây? Hồ này là hồ đuôi rùa mọi người ơi. Rùa biển này. Nhiều á, 1 2 3 4. Bự không? Quá gì bự không? Tiếp theo mình vô khu này ha, là tài nguyên biển đảo Hoàng Sa Trường Sa. Có con cầu gai nè. Bên này là cái con trai khổng lồ. Mẫu được thu ở vùng biển Trường Sa vào tháng 4 năm 1991. Dài gần 1 mét, 145 kg. Thấy không? Đây có cá rồi. Đây cá mú nè. Tôm hùm mọi người ơi. Bên này là mấy cái mẫu cá với lại san hô rồi đó. Đây có họ cá đuối gai. Đây có mẫu cá thu sông đuối gì.
Đây là bể rạn san hô mọi người. Đây là san hô mềm, chú ý san hô mềm. Còn đây mấy cá Nemo nè mọi người. Đây. Còn đây là họ cá thia. Họ cá thia ở biển á. À, điểm nhấn ở đây là cái bể tụ cá nè. Cá bự dữ. Đây có cái bể thủy chung thả nha. Đây là mấy cái dìa nè. Cái dìa to dữ. Đây đông quá mọi người. Đó thì cá nâu. Nay cũng lễ mùng 2 tháng 9 luôn, đông lắm. Có cái bể đúng là to thiệt. Có cá nóc đều đó nè. Con cá đẹp không? Cá biển thì đẹp mọi người nhưng mà khó nuôi lắm. Cá này đẹp chưa? Đây bỏ đèn rồi sáng nhìn quay nó đẹp hơn nè mọi người. Này giống như là mấy cái rong biển á. Cá ngựa. Đây có thêm một cái bể cá bự nữa mọi người. Đó, đây này có mấy cá mập luôn nè. Đây là cá nhám dạng san hô đó. Ồ, đây có con trình biển dữ chưa. Quá bự luôn. Trình này to quá. Trình này mà nướng uống muối ớt là ngon lắm á, nhưng mà to quá làm hơi mệt. Đây bể cá đó nè mọi người. Đây thì đây bên này có mấy con cá đuối này. Đó, cá đuối đuôi dài dữ chưa. Cá mập đồ. Cá đuối này mọi người. Cá đuối và cá mập. Này thì chủ yếu nuôi cá đuối và cá mập thôi. Vỏ mấy con trai như ốc rồi đó, nuôi sò bắp hến. Thank you.
Đây là mấy cái của thịt trưng bày, có mấy con rùa với lại con vít rồi đó, rùa biển luôn. Bên này thì mô tả lại một cái đại dương. Đây là mẫu con cá đuối này, không biết có thật không nha, nếu mà thật con này nó quá to luôn. Đây thì là mấy loài rắn, rắn biển, các loài rắn biển đó mọi người. Đây thì cũng trưng bày các mẫu vật đó mọi người, cá mập da trơn này, cá dám vây, búa vây đen. Bắt loài cá dám rồi đó. Này là mấy cái gì đây? Động vật thủy tức. Đây giống mấy loài rong rêu ở dưới biển ấy. Màu sắc đại dương, rong biển. Đây là tầng 1, còn tầng 2 nữa. Đây thì có loại cá này, xương cá hay không? Đây thì có con cá heo này, cá voi. Đây lầu trên cùng này thì trưng bày gì? Chim Turia, chim cóc biển, với lại là trưng bày mấy cái mẫu vật về ở đại dương đó mọi người, rắn rồi cá rồi đủ thứ. Trong đây là viện nghiên cứu mà, đây có mấy con sao biển này, nhum rồi đó, ốc. Đây viện nghiên cứu mà nên là nó đủ hết luôn. Đó trời mọi người, nó quay cho mọi người xem vậy thôi chứ. Cắt là cá này, một cái muối là to chứ. Đó, thì trên này nó vậy đó mọi người. Này giống như là ở đây thì người ta nghiên cứu xong rồi người ta trưng bày ra đây cho mọi người xem luôn, nên là quá trời rất là nhiều luôn. Vậy là mình tham quan xong viện Hải Dương Học rồi đó mọi người. Mà hôm nay là dính đợt lễ này đông quá, đông quá trời đông luôn. Nên thì
với lại nắng nóng nữa. Ở ngoài Nha Trang đúng là cũng nóng lắm mọi người. Thì đi tham quan một vòng rồi ăn kem đồ cho nó mát rồi giờ chuẩn bị đi tiếp nha. Đây thì đoàn nhà mình đến khách sạn rồi nãy mọi người. Khách sạn này tên là Seasound Hotel, Seasound Hotel. Số 78 Tuệ Tĩnh nha. Thành phố Nha Trang. Đúng. Thì giờ cũng chưa tới giờ dặn phòng nữa, nhưng mà chắc là mình gửi hành lý rồi trước, rồi sau đó mình đi chơi hay đi ăn gì đó rồi mình quay về nhận phòng khách sạn sau. À, đây là này, đi rất là đông luôn, ra ngoài đời nặng lắm. Hello. À đây mấy con này đẹp chứ nè, giống như mẹ đang chứ. À, mẹ đang nè. Quá trời đẹp luôn. Bên này cũng có nè, Su. Đây mấy con thú đang bằng lên đó. Bữa trưa đầu tiên thì nhà mình ăn trưa tại quán ớt hiểm này nha. Đây có mấy cá lóc á chưa? Lóc với cá dưa hồng rồi nè. Đây cá lóc. Cá ta mà bự quá trời luôn. Ủa hướng sau này à? Rồi ok. Thank you.
bên này à? À, đoàn Thái đâu anh? Đúng xong rồi đi. Đông quá trời đông luôn. Ừ. Đây. Còn mình là hai bàn này. Hay không mọi người? Nay mình sẽ đi mới đi làm 100 năm rồi. Ừ. Đây mang đây nấu thì tay vô đây. Thịt vô đây đi. Đây đủ chưa? Vô vô bên này. Xu qua bên này xu. Châu Câm nè. Đây còn đây là trưởng đoàn nè. Trưởng đoàn Nguyễn Minh Thái. Đây là món cá bóng bò bự. Còn đây là canh gì Minh Thái? Canh cả. Cả canh cả thôi, cả bột. À. Cá bột. Cá bớp á mọi người. Em cũng nữa. Đây là một hấp này. Đây là đọt xua sầu tỏi này. Gì nữa? Thịt heo á. Đây có chả pháo chấm với mắm cùng. Mà lì đi. Đây cũng ngon nha. Chào nhà hàng cũng ngon. Gia đình Bạch Thải này. Đây là không cái hàng quán ức hiểm này. Có cây gì to dữ vậy. Cái bàn. Quán này thì chuyên bán đồ ăn trưa. Buổi trưa rất là đông khách. Đồ ăn cũng khá ngon mọi người. Được cái ở đây là nó không gian nó rất rộng rãi, thoáng mát. Mọi người nha. Đây là phòng mình nè. Nhà vệ sinh nha. Bên này có nhà tắm luôn nè. Như robot này con biết xài nè. Đó. Phòng này có một giường à, hơi nhỏ. Tí phải tách một cháu qua bên kia. Đây, view nhìn ra biển nè. Được cái là view xịn này mọi người. Đây có cái tháp anten gì nó cao dữ vậy. Đó, view biển nha mọi người, quá đã luôn. Thì mình đang ở đường 23 tháng 10 nè. Thì chiều nay gia đình mình đi tham quan chùa Long Sơn. Một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Nha Trang nha mọi người. Đây, thì mình đang bước vào này, cổng tham quan. Cổng tham quan to lắm. Bước vào rồi thì ở đây ở sau này, mặt sau này. Có tới cái cổng chính là có tới 3 cái lớp mái luôn. Cổng to quá trời to. Đây thì mình vào đang vào bên trong nha.
Ở đây thì khách du lịch rất là nhiều luôn á. Khách nước ngoài với lại khách Việt Nam nữa. Ở đây có một cái lư rất là bự nè. Cây cỏ quá trời luôn. Nhưng mà người ta không có dẹp nha. Cái này không phải, này là hoa nhài. Nhài phải không? Đúng rồi, hoa nhài đó mọi người. Đây thì mình bắt đầu đi vào trong nè. Có những tiểu cảnh với lại đây có hòn đá cũng đẹp ghê mọi người. Đây thì bắt đầu mình đi vào bên trong nha. Bên này thì chắc để cho chỗ ở, chỗ sinh hoạt của các thầy. Còn chánh điện thì chắc ở đây. Ở đây có bức khảm hình rồng này mọi người. Đây hướng kia sao đi chặn lại thì mình đi cái hướng bên hông bên này nhé. À đi ngay bên này. Đây là lịch sử chùa Long Sơn tọa lạc tại số 20 đường 23 tháng 10 thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Chùa do tổ sư Ngộ Chí Khai Sơn vào năm 1889, tọa trên đỉnh đồi Trại Thủy, quận Vĩnh Sương, Nha Trang, Khánh Hòa, có tên là Đăng Long Tự. Đây là tường Hộ Pháp. Đây là những ngài Hộ Pháp. Từ ngày bằng đồng luôn mọi người. À, Thiên Vương, ngày Hộ Pháp Thiên Vương ấy. Đây có tượng Phật Thích Ca nha. Đây tòa nhà này xây bằng những cây gỗ rất là to luôn á. Đó. Như đây là Tứ Đại Thiên Vương này mọi người. Người nhìn ngôi chùa này toàn gỗ không à. Ở trên kia có dòng chữ Hán nhưng mà mình không biết là chữ gì nha, nhưng mà gỗ quá trời gỗ luôn đó. Còn những bên này thì khảm những bức tranh bằng sành sứ, những con lân này, con hạc cởi rùa này. Còn bên trong này là chánh điện nha mọi người. Chánh điện có hai cây nhang lớn không, hai cây nến bự quá trời bự luôn. Thì chánh điện thì hai bên là Phật Bà, Quan Thế Âm. Đó, các tượng Phật ở đây. Đây có cái nến bự. Nến bự quá bự luôn mọi người. Đây là chánh điện nha. Và để mình lại Phật cái đã. Đây có cái hướng đi lên kim thân Phật tổ vậy nè. Cao quá trời cao luôn.
Bên này có một bức tượng rất là lớn này. Đây là kim thân Đức Phật nhập Niết Bàn, được xây vào năm 2003, 21 năm rồi đó mọi người. Phật nhập Niết Bàn. Quay cho mình, chờ em chút. Lớn quá trời lớn luôn. Đây là tượng Phật nhập Niết Bàn mọi người. Bên này có một cái tháp này. Trên này nhìn xuống nè mọi người. Bên này cũng đang xây dựng gì đó. Chùa thì càng ngày càng phát triển nha. Đây mình lên bên này nha. Đây là có một cái bia này, ghi là đây là nơi sư cố Thích Nữ Thông Huệ đã thiêu thân để cầu nguyện cho đạo pháp dân tộc 29 tháng 9 năm 1967. Wow, cao quá trời cao luôn. Mình thấy ở đây có một cái tháp chuông, chuông rất là bự nha. Hồi nãy ở chỗ chánh điện thì bên này có một cái trống, một bên cũng có một cái đại hồng chung. Hơi mệt. Nhưng mà cái đại hồng chung đó thì nó nhỏ hơn cái đại hồng chung ở đây nè. Đó, mọi người thấy cái chuông này á thì mình không biết nha. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm trước giờ mình biết á thì cái chuông này tầm độ 1,5 tấn, chắc chưa tới 2 tấn đâu. Chuông này chắc tầm 1,5 tấn à. Chuông 2 tấn thì nó to hơn. Nói chung là chuông này là chưa tới 2 tấn. Bên này cũng có mọi người đang leo lên nè, rất là cao luôn. Đó, ở đây là chỗ tháp chuông nhìn xuống thành phố Nha Trang này mọi người. Phía trước là thành phố, còn sau nữa là núi đó. Quá trời núi luôn. Thì trên kia không biết còn gì nữa, nhưng mà để mình đi lên xem tiếp nha. Đây đổ chỗ thật. Đi qua đi tiếp nè. Tiếp lên trên này. Trên này chắc là thờ một bức tượng Phật nữa. Mình có một cái lư ở trước này, đây là thờ một Phật. Phật này thờ Phật, chắc Phật Thích Ca. Thích Ca hay là Phật Tổ ta? Thường thì theo mình biết á, là Phật Tổ thì chỗ cái ngực của ngài á là có chữ vạn. Nhưng ở đây á, là mình không thấy cái đó thì mình cũng chưa phân biệt được. Để mình hỏi xem nhé. Tượng này thì
xây ở trên đỉnh cao nhất luôn, cũng rất là cao đây. Đây là ở trên nhìn xuống này, đây thì có mấy cây thiên tế, thiên tuế. Ba, tường này là tường Phật Tổ hay tường Phật Thích Ca ba? À, đây Phật Thích Ca, à, đây là tường Phật Thích Ca mọi người. Đây là trên nhìn xuống biển và núi và thành phố Nha Trang này mọi người. Đây là các cố hòa thượng, thượng tọa. Đây có vô trong nữa nè mọi người. Để mình vô trong qua nha. Quay cho mọi người xem. Vô đây thì là nơi thờ Phật mọi người. Thì gặp Phật thì mình sẽ thấp hơn quỳ lại nha. Đây là khung cảnh bên trong. Ở dưới cái tượng Phật Thích Ca đó mọi người. Từ số ngày nay em đi từng chỗ rồi. Sau lưng này là chùa này mọi người. Mà ở trước này nó có một cái rất là thờ một cái ngài Đức Tự Thiêu, chắc là mình nghĩ là Đức Quảng Đức quá. Thì chủ yếu đi đi bơi là chính nha mọi người, đặc biệt là bơi hồ bơi rất là mê luôn.
Đây vô nhà hàng bốn mùa nha, ngay đường Trần Phú đó mà, đi xuống biển. Mì, hello Mì. Đi vô. Đi vô. Đây mình vô quán xem nha. Hai bên có hoa luôn nè. Four Seasons Seafood and Food Fusion. Còn mình thì có đặt trước rồi. Đây, chắc qua bên này. À, dưới này là biển nè. Nhà đi nghỉ lễ chứ anh? Dạ, hôm nay thì nghỉ lễ rồi. Nhưng mà bên này, đây có chụp hình đã chưa? Bên này là biển luôn nè mọi người. Đó, bãi biển luôn. Đẹp quá đẹp. Ở đây thì cứ ra cái đường này là nhìn qua là có thấy Vinpearl không mọi người? Vinpearl. À, có cái giống như là cái quạt vậy ta. À, còn cái mấy cái trụ đó là cáp treo đi qua từ bên này đi qua Vinpearl đó mọi người. À, ngay bãi biển luôn, quá đã. Chào cậu, con ngày của cậu. Đi vô tới bàn mình nha. Cái chỗ này công nhận đẹp ghê mọi người ơi. Chưa gì gọi đồ ăn rồi hả? Đây. Đây quầy trưng bày hải sản của bác bốn mùa này mọi người, tôm hùm quá trời luôn, có cá ép cá đuối gì nữa nè. Đây bản giao của nó nè. Đây là bắt đầu vô tiệc tối nay này mọi người, mang lên theo đúng không? Dạ, thường ăn rượu nhà. Đây nè, mọi người cho cái phim đó nha, làm tư liệu nha. Bên này ăn chưa? Dạ chưa. Bàn tiệc quá đã luôn. Có hải sản không à? Ngon không? Yo, 1 2 3. 1 2 3 yo. Mình ăn được là mình được vô trong cái phòng lạnh mà bạn.
Vinpearl Bắc Phước Hòa. Đây cảm nhận mưa Nha Trang nha mọi người. Mưa rất là nhẹ nhàng luôn. Mưa này giống như mưa xuân đó mọi người. Hay à. Mưa mà cảm giác nhẹ nhàng lắm. Vừa nhậu mà vừa có nhạc sống người ta hát cho đã quá vậy, đã luôn. Rất là chill, gặp mưa nữa. Buông rượu nó quá đã luôn. Hồi nãy là có bắt có bông nữa rồi đó mọi người. Hôm nay là cảm nhận thì bãi biển Nha Trang nè. Đó, rồi hát nhạc sống nè. Rồi bắn pháo hoa nè. Đó, rồi trời mưa nè, quá đã luôn. Bao nhiêu trải nghiệm trong một đêm. Giờ tại tìm một tròn cớ này. Nhậu say rồi tới tiết mục đánh bi da.